Hello, xin chào thể em đã quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng giới thiệu với các bác một cây cưa xích Steam tay cụt rất là gọn gàng cho anh em luôn. Đó, con này là con Steam 150TC nha bác nhé. Lam thì nó rất là ngắn thôi, lam dài trùi chân ốc ra còn có 20 phân để cho anh em cắt thôi. Đó, anh em nào mà cần con máy rất là nhẹ nhàng, hàng xịn của Đức thì anh em chốt cái này nhé. Xích em thay mới cho anh em luôn, xích chuột mới. Phanh xích còn tốt luôn nhé. Đó, con này đời 2014, sản xuất tháng 5 năm 2014, hàng của Đức xịn anh em nhé. Đó, đây là cái mẫu cưa cho anh em cắt tỉa cành. Anh em nào mà mình làm vườn trái cây hoặc là mình làm bên cây cảnh nữa anh em, cần những cái cây để cắt tỉa cành gọn gàng và thương hiệu lớn thì anh em chốt cây này nhé. Cây này thì hiện tại giá đang bán anh em với giá là 5,5 triệu, miễn phí vận chuyển cho anh em tận nhà luôn. Đó, bác nào chốt thì chỉ cần để địa chỉ số điện thoại là bên em sẽ ship tận nhà cho bác luôn nhé. Con này thì bít tông của nó rất là nhỏ anh em, bít tông có 35 ly thôi. Đó, nhưng mà nó được cái thương hiệu rất là lớn nên nó đắt hơn các cái dòng tay cụt khác nha các bác nhé. Đó, Steam 150TC của Đức xịn. Đó, bác nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em. Còn bác nào mà tài chính thấp hơn chút thì em có cái mẫu cưa mới này cho anh em này. Đó, bác nào tài chính thấp hơn chút thì em có cái mẫu cưa mới này cho anh em. Đó, đây là một cái mẫu cưa xích lô. Đó, hàng của Trung Quốc anh em nhé. Đó, và giá của nó thì có 1,8 triệu thôi, bao ship tận nhà. Đó, nhưng mà công suất mạnh hơn con 150TC này. Đó, hàng mới luôn nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại của em. Lam con này dài được 35 phân trừ trên ốc ra còn 30 nhé. Hai ốc tán lam. Phanh xích đó sử dụng tốt, mạnh hơn con 150 này. Đó, nhưng mà giá tiền lại rẻ hơn. À, có 1,8 triệu anh em, mà con này hẳn 5,5 triệu. Đây là giá máy cũ luôn nhá. Máy mới của nó thì đắt hơn rất là nhiều anh em. Đó, thì anh em nào có nhu cầu chốt cây nào thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Hàng mới thì số lượng không giới hạn, còn hàng cũ thì có số lượng có một cây thôi anh em nhé. Đó, và giá tiền thì em sẽ báo giá rõ cho anh em rồi. Đó, bác nào có nhu cầu mua cưa xích mini hoặc là cưa xích lớn gì thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Hoàng, số điện thoại 0345 0539 nhé. Rồi, em xin kết thúc video đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Hoàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.